vắng vắng đâu đây. Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy trong khoe mắt long lanh. Dạ vâng, em xin chào các bác. Thật sự là quá là tiếc các bạn. Em về được mấy cặp bát của cái thương hiệu Đờ Lâm, dòng bát này tiếng đánh rất là ấm, nghe rất là hay, nhưng mà hơi tiếc một chút. Đây các bác này, thực sự là đây. Đấy, là cái gân này nó lại bị kiểu nó bị bục mất ra này. Đấy. Chắc đâm gì các bác vừa nghe rồi, nó không ảnh hưởng gì cả. Mình về mình chỉ cần thay gân là xong. Đấy thì cái này nhà em thì không phải thợ thuyền ấy, nhà em thì không phải thợ mà bây giờ mà mang nó đúc các thứ thì cũng rất là ngại. Thôi em thanh lý luôn cho nó nhanh. Đấy. Thì để cho những các bác hoặc anh em nào mà đang có nhu cầu về dòng này thì lấy nhá. Đấy, dòng này thì thông thường giá của nó sẽ là khoảng 850 đến khoảng gần 1 triệu một cặp. Đấy, đây là thật các bạn như vậy. Đấy, hàng về đây, dòng từ thì các bạn nhìn này. Đấy, dòng bát 6 chấu, kiềng 6 chấu. Từ kép. Đây, thương hiệu. Đấy, chở khá là 6 ôm từ này. Của từ dày 1 phân. Đây. Tức là cái lam châm ở trong cùng này, giấy đúng 1 phân. Còn các cái đĩa đệm bên ngoài bằng kim loại. Nó cũng dày rất là kinh khủng luôn. Đấy, từ kép, hàng xịn. Đấy. Hàng xịn đấy coi nha, không phải hàng vớ vẩn, hàng trôi nổi đâu, hàng xịn luôn đấy. Đấy, kiềng kiếc là làm rất là dày dặn này. Nhẹn nhưng là còn nguyên bản nhá. Dâu riếc này. Đấy. Mọi thứ là còn nghiêm chỉnh, có một cái gân này hơi tiếc một chút là về là cái gân này là nó bị bục ra như này thì về các bác có thể thay gân là xong. Đấy, còn không thì mang nó đúc một nước người ta thay cho. Đấy, các bác là biết tự thay. Đấy, giá cặp này thì thôi cặp này thì để các bác giá là bây giờ bán khó ghê nhỉ, thanh lý bây giờ khó quá các bạn. Bây giờ để mà thanh lý mà thu hồi vốn thì cũng không thể được. Bởi vì thu hồi vốn thì bây giờ nó khoảng 700 rồi. Bán 700 thì chắc chắn các bác không. Thôi, em xả lỗ đi. Bây giờ cũng chả về ấy gì cả. Đằng nào nó cũng vậy rồi. Thì em xả lỗ cho các bác nhá. Đấy thì để các bác giá cặp này là 380. Đấy. 380.000. Đấy thì bác là chốt cặp này thì alo luôn cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Đấy, một chiếc đây bình thường nhá. Em test đốt trường còn lại này. Đấy, giá là 380, em xả sâu cho các bác. Anh xin dâng ngàn tiếng cười.
Ok các bác. Đấy. Nói chung thì nó không ảnh hưởng gì cả, nó chỉ là các bác thay gân đi thôi là xong. Đấy thì giá cặp này như em đã nói nhá. Đấy thì thôi để các bác cặp này giá là 3,8. Đấy thì bác nào tốt thì alo luôn cho em. Mọi thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.